Bạn đã biết về sản phẩm Hair and Nail Nutri Complex của Oriblend chưa? Wellness Hair and Nail Nutri Complex được bổ sung kẽm selenium, sắt, vitamin C, các amino acid và các chiết xuất từ thực vật. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc mái tóc và móng tay của bạn. Trong đó, selenium góp phần hỗ trợ sự phát triển của tóc, kẽm giúp duy trì sự phát triển của móng. Tóc và móng tay giống như một tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe của chính bạn. Những yếu tố bên ngoài cũng như các loại thực phẩm bạn ăn đều tác động đến sức khỏe của tóc và móng tay. Bạn không cần đến gặp chuyên gia làm đẹp hay đến những salon đắt tiền để có được mái tóc khỏe mạnh hay móng tay cứng cáp. Bạn chỉ cần lựa chọn sản phẩm an toàn có chứa những dưỡng chất giúp cho móng tay và mái tóc của bạn. Bí quyết nhỏ, ngoài việc sử dụng Wellness Hair and Nail Nutri Complex, bạn nên kết hợp với bộ sản phẩm phù hợp với nhu cầu tóc của bạn thì chắc chắn mái tóc của bạn sẽ được bảo vệ một cách tối ưu nhất.